Xin chào tất cả các bạn, lại là mình Bún Đậu Anime đây. Hôm nay hãy tiếp tục cùng mình theo dõi diễn biến mới nhất của Arc Wano trong tập 1077 nhé. Trong tập trước, quá khứ sống trong cơ cực của Kaido đã được tiết lộ. Từ khi còn là cậu nhóc 10 tuổi cho tới khi trở thành gã bạo chúa của đất nước Samurai. Đây cũng là dấu hiệu cho việc cuộc chiến đã kết thúc. Sau đó, Luffy đã phá hủy con hỏa long và đẩy Kaido xuống tận sâu đáy của xã hội, đồng thời hiện thực hóa giấc mơ đánh đuổi con rồng xấu xa của người dân Wano Quốc. Người duy nhất có thể đánh bại Kaido chính là Joy Boy và Luffy chính là nhân vật mà ông ta luôn nhắc tới. Cùng với đó, đảo quỷ Onigashima đã tiếp đất thành công trước những nỗ lực của dâm long Momonosuke. Tập 1077, bức màn đã buông. Người chiến thắng, Luffy mũ rơm. Sau khi dính trọn cú đấm của Luffy, Kaido dần rơi vào vô thức trở về hình dạng ban đầu. Vị tứ hoàng đã rơi vào cái hố cạnh nơi Big Mom đang nằm, và bị nhấn chìm trong biển dung nham. Trong khi đó, anh Lù cũng đang bất tỉnh rơi tự do trên bầu trời Hoa Đô. Nhìn thấy vậy, Yamato vội lao ra đỡ lấy cu cậu. Cô nàng vô cùng vui mừng vì Luffy và Momonosuke đã làm nên một chuyện thực sự phi thường. Tại Kinh Đô Hoa, lễ hội lửa đã đi tới hồi kết với vô số lồng đèn hoa đang được thả lên trời. Cô bé Toko đang rất háo hức cầu nguyện cho lồng đèn bay xa thật là xa. Không lâu trước đó, do không chịu nổi cơn đói nên Toko đã lén ăn trái ác quỷ sờ mai, dẫn tới việc cười không kiểm soát. Vì quá thương cô con gái, Yasui cũng đã cắn một miếng để hai cha con có thể nô đùa cùng nhau. Sau khi biết được lý do mà cha mình quyết định ra đi, Toko đã thay đổi điều ước trên lồng đèn. Thay vì muốn gặp lại cha, Toko muốn gửi lời cảm ơn tới ông ấy vì đã cho mình cuộc sống như hiện tại. Ngài Hitetsu bật khóc trong xúc động, không ngờ đứa trẻ này lại hiểu chuyện như thế. Trên đỉnh vòm sọ Onigashima, công tước mèo đang lặng nhìn bầu trời Hoa Đô mà hoài niệm về những ngày xưa. Sau đó ông dùng sên truyền tin thông báo về chiến thắng của Luffy trước sinh vật mạnh nhất thế giới cho các Samurai ở phía bên dưới. Không những thế, chúa công Momonosuke đã đưa đảo quỷ thiếp đất một cách an toàn. Tin tức này khiến ai nấy đều hết sức vui mừng, không thể tin nổi là hai tứ hoàng đều bị đánh bại trong một ngày. Tuy đã giành được chiến thắng nhưng phe ta cũng bị thương vong vô số kể. Usopp vội mang Kinemon và Kiku đi tìm Chopper để cầu cứu. Zoro cũng đang rơi vào tình trạng nguy kịch nên Franky vô cùng lo lắng. Chủ tịch không biết phải xử lý làm sao khi có nhiều bệnh nhân cần mình đến thế. May mắn là bác sĩ và y tá của tộc Minh đã có mặt kịp thời để trợ giúp cậu ta. Bên ngoài, Momonosuke đã đuối lắm rồi. Cậu nhóc liên lạc với Junesa qua tâm thức. Momo đã cân nhắc chuyện này khá lâu và đưa ra một quyết định rằng chưa thế nào mở cửa Wano Quốc ngay được. Con voi hết mực tin tưởng vào cậu nhóc nên rời đi ngay sau đó. Bỗng nhiên có một chấn động làm rung chuyển cả Wano và đảo quỷ. Ở bên trong, tàn dư của băng dã thú vẫn chưa chịu chấp nhận thua cuộc. Chúng liên tục nã pháo về phía của các Samurai nhằm khiêu khích bọn họ. Hành động này làm Franky vô cùng tức tối, tính lao ra ăn thua đủ với những tên không biết trời cao đất dày này. Yamato vội vàng chen ngang vào cuộc ẩu đả đó. Cô nàng yêu lũ lính phải lập tức đầu hàng ngay, nếu mà còn có ý định kháng cự thì sẽ bị đích thân cô đập cho ra bã. Chấn động hiện vẫn đang tiếp diễn khiến mọi người không hiểu chuyện gì. Thì ra Big Mom và Kaido đều đã nằm im trong biển dung nham bên dưới lòng đất. Dung chấn này thậm chí còn lan tới cả nhà ngục Udon. Qua sên truyền hình, có thể nhìn thấy được mặt biển bên ngoài đang có những hoạt động bất thường. Bỗng nhiên núi lửa bất ngờ phun trào tạo ra một vụ nổ cực đại chưa từng có trong lịch sử. Người dân Wano bị chấn động này làm cho hoảng sợ. Ngay sau đó, Momonosuke bay tới Hoa Đô để trấn an mọi người. Dân chúng tưởng là Kaido bay tới nên bỏ chạy toán loạn. Cậu nhóc vội giải thích bản thân không phải là con quái vật kia, vụ phun trào ban nãy chính là hồi kết cho sự thống trị của băng dã thú trên vương quốc này. Ai nấy đều ngơ ngác, ngạc nhiên không hiểu chuyện gì. Tiếp đến Momo biến hóa trở lại dạng con người. Từ trong làn khói bước ra chính là các gia thần của tộc Kozuki. Người đầu tiên xuất hiện là quý hoa Komurasaki, mỹ nhân tưởng như đã chết trong biến cố lần trước tại phủ tướng quân. Tiếp đến là ông trùm Kiyoshiro với một nhân dạng hoàn toàn mới. Denjiro nói với người dân rằng đây là câu chuyện dài, nhưng trước tiên hãy cùng chào đón tướng quân mới của Wano Quốc. Tập 1078. Trở lại rồi, tướng quân của Wano Quốc, Kozuki Momonosuke. Cuối cùng thì cũng có người nhận ra con rồng màu hường trước mặt không phải là Kaido, và kêu gọi mọi người quay trở lại. Bọn họ không hiểu tại sao Komurasaki và ông trùm Kiyoshiro lại xuất hiện ở chỗ này. Tiếp đến, Kinemon dần lộ diện sau màn khói trắng. Ông cảm thấy ngưỡng mộ và ghen tị khi Denjiro và công chúa Hiyoji lại nổi tiếng như vậy. Không biết liệu rằng còn có ai nhớ đến các cửu hồng bao nữa hay không? Ngay sau đó, vị Samurai xuất hiện một cách thật là
ngầu trước sự ngỡ ngàng của người dân Wano. Bọn họ cứ tưởng rằng, ông đã bị thiêu cháy cùng với lâu đài Oden vào ngày hôm ấy rồi, liệu rằng đây có phải là một giấc mơ hay không? Các cửu hồng bo khác cũng dần dần bước ra. Từ Kawamatsu, Inuazashi, Zaizo, Shinobu, Nekomamushi cho đến Kiku. Mọi người náo loạn bảo nhau đi tìm một con sen truyền tin thông báo tin tức này, cho toàn bộ Wano quốc. Đúng là các cửu hồng bao thật rồi, xem ra lời tiên tri của phu nhân Toki đã trở thành hiện thực. Tin tức chấn động nhanh chóng được loan đi khắp nơi, từ Jingo, Hakumai, Kibi, Kuji, Udon, cho tới thị trấn Ebisu. Đến cả đảo quỷ hiện tại cũng đang rất hỗn loạn. Đùng một cái, Yamato tới chào hỏi băng mũ rơm và giới thiệu bản thân là con của Kaido. Tất cả tưởng rằng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc nên rất sẵn sàng tiếp đón. Yamato khá bất ngờ khi được nhìn tận mắt các quái nhân băng mũ rơm, bởi trước giờ cô chỉ theo dõi họ qua sách báo. Ngay sau đó, Yamato khẳng định bản thân sẽ gia nhập vào băng hải tặc này, khiến ai nấy đều ngỡ ngàng. Trong khi Usopp và Nami tỏ ra sợ hãi thì Sanji và Bờ giúp nhiệt liệt tán thành. Bên này, Robin cho rằng Yamato là một cậu nhóc khá thú vị. Jinbei thì không có ý kiến gì bởi ông cần sự xác nhận của thuyền trưởng Luffy. Cu cậu và Zoro hiện vẫn đang bất tỉnh nhân sự và đang được Chopper tận tình chăm sóc, cứu chữa. Chắc là cậu ấy sẽ ổn thôi. Bỗng nhiên, Yamato nổi giận khi nhìn thấy tàn dư của băng dã thú đang có ý định bỏ trốn. Bọn mày phải ở đây để dọn dẹp đống thiệt hại này đi chứ. Cùng lúc đó, Usopp tò về những kẻ đã bị Otama thuần hóa. Cô bé giải thích rằng, hiệu lực của trái Kibi Kibi chỉ có tác dụng trong một tháng. Ngoài ra người đã ăn Kibi Dango được quyền chọn lựa giữa việc tiếp tục bị thuần hóa, hay là rời đi. Riêng Speed thì quyết định ở bên Otama mãi mãi. Với Otama, cô nàng nhân mã không phải là một thuộc hạ mà như là mẹ của cô bé vậy. Điều này làm Speed vô cùng cảm kích. Quay trở lại với những diễn biến ở Hoa Đô, các cửu hồng bao đã giặt sang hai bên và quỳ gối xuống để chào mừng sự quay trở lại của Momonosuke. Cậu nhóc cảm ơn mọi người vì thời gian qua đã nỗ lực chiến đấu. Từ hôm nay, họ có thể sống cuộc đời của riêng mình. Mọi người có thể thoải uống nước sạch mà không bị thu phí. Những công xưởng độc hại sẽ bị phá hủy. Chế độ nô lệ chính thức được xóa bỏ khỏi Wano. Chợt Otama nhớ lại những ký ức đau khổ của mình. Cha và mẹ của Otama đều đã bỏ mạng trong khi lao động ở công xưởng. Từ đó cô bé phải tự lực gồng gánh tất cả, mà chỉ có con chó Komachizo là người bạn đồng hành. Hàng ngày, Otama tự tay đan lấy những chiếc nón rồi giao bán giữa đường. Tuy nhiên, người dân ai cũng nghèo khổ nên chẳng có nổi một đồng ủng hộ cô bé. Cuối cùng, chỉ có ông Hitetsu là người đưa tay giúp đỡ Otama. Ông khẳng định rằng vài năm nữa thôi, những gia thần của tộc Kozuki sẽ quay trở lại giải phóng đất nước này. Nhờ lời động viên đó, mà Otama mới có nghị lực để sống tiếp cho tới tận bây giờ. Nghĩ đến nó, những uất ức, tủi nhục bấy lâu nay bỗng trào ra. Otama bật khóc nức nở khi những lời nói của Luffy đã trở thành sự thật. Bên này, Momonosuke thông báo cho mọi người rằng Kaido, Orochi cùng băng dã thú đã bị đánh bại, nên không cần phải sống trong sợ hãi nữa. Ai nấy đều vui mừng khôn xiết trước thông tin quý báu này. Tuy nhiên, Momo bỗng dưng khựng lại không nói tiếp được nữa. Thì ra do lần đầu phát biểu trước đám ông nên cậu nhóc có chút bối rối. Nhờ những lời nói của Kinemon và Luffy, Momo đã tiếp tục hoàn thành bài phát biểu nhậm chức của mình. Tên ta được Kozuki Oden đặt cho, có nghĩa là không dưới một ai, từ hôm nay ta sẽ khôi phục lại đất nước này, biến nó trở thành một thiên đường như ngày xưa và Wano sẽ được dẫn dắt bởi Kozuki Momonosuke. Tất cả các cửu hồng bao và dân chúng đều bật khóc sau những lời nói của chàng thiếu hiệp này. Momo hứa với cha rằng sẽ tiếp bước con đường mà ông ấy đã mở. Cuối cùng thì vị tướng quân đích thực đã trở về. Sau đó, hai anh em Momo và Hiyoji ôm chầm lấy nhau trong xúc động. Tiếp đến, các gia thần của Kozuki lặng lẽ bước vào bên trong lâu đài để nghỉ ngơi sau quãng thời gian chiến đấu dài đằng đẵng. Tập 1079. Bình minh ló dạng, Luffy và đồng đội hãy nghỉ ngơi. Chuyển cánh tới thánh địa Majin Joy, các ngũ lão tinh đang vô cùng lo lắng khi Nika đã xuất hiện và hai tứ hoàng biển cả cùng ngã xuống một lúc. Cả thế giới sẽ chấn động sau sự kiện, không biết bây giờ phải xử trí làm sao. Các điệp viên bên ngoài biển Wano đã báo cáo về việc convoy Junessa vừa mới rời đi. Như vậy là biên giới Wano vẫn còn đóng, khó mà có thể xâm chiếm được. Tuy kế hoạch này đã thất bại, nhưng ngũ lão vẫn muốn có được Nico Robin nên ra lệnh cho gã Cypherpole. Hắn ta run lẩy bẩy không biết phải trả lời kiểu gì trước nhiệm vụ ối rồi ôi này. Bỗng nhiên, có một kẻ nào đó đã xen ngang vào cuộc trò chuyện. Hắn yêu cầu CP không cứ ở yên tại đó vì mình sắp tới nơi rồi. Quay trở lại với đảo quỷ Onigashima, bà Siêu Hawking đang lê lết tấm thân tàn tới chỗ của Exec. Hắn tra hỏi về việc
Exec có thực sự là hải quân hay không nhưng anh ta không trả lời. Cứ tưởng mày sẽ lành lặn rời khỏi đây khi bám đít Kaido cơ, sao bây giờ lại thành ra thế này? Hawking khẳng định rằng Kaido thực sự là con quái vật, hắn đã lập tức phải quy phục khi đối mặt với lão ta. Mặc dù đã bói ra được chiến thắng của Kid, nhưng lòng tự trọng không cho phép gã đổi phe. Thì ra, kẻ chỉ có 1% cơ hội sống sót lại chính là tên người rơm này. Nói xong thì ba siêu Hawking cũng ngủm luôn. Tiến vào bên trong Hoa Đô, đã 7 ngày trôi qua kể từ khi cuộc chiến kết thúc. Momonosuke thông báo cho người dân rằng, lễ hội sẽ vẫn được tiếp tục nên đừng dỡ trang trí vội. Các lớp học đã được thay đổi giáo viên mới để giảng dạy đúng sự thật. Bài học đầu tiên sẽ là câu chuyện về Kozuki Oden và các cửu hồng bao. Giờ đây, người dân đã được uống nước sạch thỏa thích. Thức ăn cũng được lấy từ nông trại thiên đường nên không lo bị đau bụng nữa. Dân chúng thi nhau bàn tán về vị anh hùng giải phóng Joy Boy, nhưng họ không biết rằng người đó chính là Luffy. Lúc này, ở nghĩa trang Jingo, Kinemon và Kawamatsu đang ngồi nói chuyện với nhau về việc xây lại mộ cho những người đã ra đi mãi mãi. Không ngờ được rằng Izo và Asuza thực sự bỏ mạng. Chú cáo Onimazu cuối cùng cũng được đoàn tụ với Kawamatsu trong niềm hân hoan, hứng khởi. Mako cũng bay đến chỗ của bọn họ. Anh chàng đồng ý về việc chôn cất Izo tại đây vì dẫu sao Wano cũng là quê hương của cậu ấy. Lại một lần nữa, Mako phải nói lời tiễn đưa với người mà mình yêu quý. Cảm xúc của những người còn ở lại thật là khó tả. Phía bên trên lâu đài, Yamato đang ngồi cầu nguyện cho nhóm Luffy nhanh chóng tỉnh lại. Bỗng Hiyoji chạy thần tốc tới báo tin cho Yamato và Momo về tin tức của anh Lù và anh Rổ. Cô bé cũng tiện chân đá cho anh trai mình một cú thật là mạnh. Vừa mới tỉnh lại, Zozo và Luffy đã đòi thịt và rượu để bồi bổ. Ai nấy đều hết sức vui mừng trước thông tin này. Momo vội chạy tới bảo Luffy để dành bụng, vì vẫn còn một đại tiệc nữa sắp diễn ra. Anh Lù và Zozo ngơ ngác không biết người trước mặt là ai, nên cứ lao vào oánh chén. Không ngờ được rằng thằng nhóc mít ướt giờ đây lại cao lớn, khỏe mạnh như vậy. Zozo còn đòi đấu kiếm với Momo để xem dòng máu Oden như thế nào. Chớp thời cơ đó, cậu nhóc lao tới sàm sỡ Nami, cho rằng đám hổ báo kia đang bắt nạt mình. Ai dè ngay lập tức bị cô nàng đấm văng đi can tội dê sồm. Tuy nhóc mới 8 tuổi nhưng với cơ thể này thì không được làm nũng đâu cưng. Sanji và Brook khoái chí trước cảnh tượng này, chào mừng nhóc đến với thế giới của người lớn nhé. Trong khi đó, Yamato lấy cái chén úp lên đầu Momo, như này trông khác gì Oden rồi. Tiếp đến, Nami rủ Yamato đi tắm bởi lễ cầu nguyện đã kết thúc. Thì ra vì muốn Luffy nhanh chóng tỉnh lại mà Yamato đã nhịn ăn, nhịn tắm cầu nguyện. Anh Lù rất biết ơn vì cô nàng quả thực rất tốt bụng. Bên này, Zozo tỏ ra ngạc nhiên vì cơ thể mình vẫn sạch sẽ. Đó là bởi vì Hiyoji vẫn luôn tắm rửa cho anh chàng thường xuyên. Điều này làm Sanji vô cùng ghen tị và tức tối. Zozo cũng nhớ ra giao kèo giữa mình và Sanji. Lý do mà anh vẫn chưa chết là do muốn quay trở lại lấy mạng của lông mày xoắn. Thế là cả hai lao vào đánh nhau chí chóe không thương tiếc. Mọi người đã quá quen với việc này nên rủ nhau đi tắm luôn. Yamato thì không khoái tắm với con gái lắm nên xin rút lui. Còn Kiku thì chẳng muốn tắm với nam nhân nên đi ngược lại cô nàng. Thế là Yamato cởi trần như nhộng lao vào nhà tắm nam hưởng thụ. Sanji và Brook vô cùng khoái chí trước cảnh tượng này nên máu mũi bắn tùm lum. Bên phòng tắm nữ thì yên tĩnh được hơn đôi chút nhưng xem nhiều quá không tốt cho sức khỏe đâu các bạn. Ngay sau đó thì yến tiệc đã được bày ra để chào đón sự trở lại của tộc Kozuki. Tại cảng Tokage, băng hải tặc Hớt và Kid đang tập trung tại đó để ăn uống. Tướng quân thép đã được sửa chữa lại ngon lành như mới khiến đám con trai mắt sáng chói. Kid thì không khoái việc thuyền viên của mình thân thiết với đám mũ rơm. Đừng lơ là cảnh giác cho tới khi ra ngoài biển an toàn, khả năng cao là bọn họ sẽ là mục tiêu của những băng hải tặc khác. Lo cũng đồng tình với ý kiến của Kid, không biết liệu bên ngoài thế giới kia đang chấn động như thế nào nữa. Đám Beppo khá tò mò về tiền truy nã mới của thuyền trưởng, chắc hẳn nó phải cao lắm đây. Và đúng là thế thật, tên Apu xuất hiện cùng với một con number tại chỗ bọn họ để đưa tờ báo có những tin tức hot nhất. Trong đó có tiền truy nã mới và tên tuổi của những kẻ được đôn lên làm tân tứ hoàng. Bên ngoài hải phận Wano, thật bất ngờ là đô đốc bò lục đang lơ lửng trên không trung với cánh quạt hình bông hoa. Xem ra ông ta tới đây là để vơ vét những gì còn sót lại sau trận chiến tại đảo quỷ. Sau đây sẽ là những chi tiết nổi bật của tập 1080. Tiệc ăn mừng, những tân hoàng đế của biển cả. Cuối cùng thì tiền truy nã của ba thuyền trưởng đã được tiết lộ mới mức giá cực khủng. Cùng với đó, ông Hitetsu sẽ tiết lộ thân phận thực sự của mình cho Robin và những tin tức vô cùng giá trị. Sau đó, đô đốc bò lục sẽ xuất hiện, đồng thời thể hiện sức mạnh bá đạo của mình với tàn dư băng dã thú. Một tin cực hot ở cuối tập đó chính là tên tuổi của các tân tứ hoàng.
là ai thì có lẽ các bạn đã rõ rồi phải không nào? Video review hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video review tiếp theo.